Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Hợp đồng 6 tháng rồi, tiền thì người ta đã chuyển, bây giờ tôi lấy cái gì để tôi bàn giao cho người ta? Hả? Dạ, sếp... sếp cứ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh thế nào được? Dạ, thưa sếp, sau khi mà em nhận được cái chỉ thị của sếp thì em đã huy động toàn bộ chị em ở trong công ty. Không những thế, em còn huy động họ nội, họ ngoại, rồi bà con lối xóm. Bọn em đã có những cái chiến lược kinh doanh, nào là thu lượng theo phương pháp là mua. Và không những thế, bọn em còn xin. Trong vòng 6 tháng vừa qua, bọn em đã cố gắng hết sức. Hiện tại thì bọn em mới thu lượng được gần nửa cân. Sao lại chỉ có nửa cân? Dạ, sếp cũng biết đấy. Thứ nhất, ấy, cái nguyên liệu đấy nó là từ tự nhiên đúng không ạ? Thứ hai ấy, là nó phải dùng. Dùng cái gì? Dạ. Lôi ra mà cạo. Chết, sếp cứ đùa. Bọn em mà làm như thế thì đi tù cả nút. Đi tù cái gì? Thì sếp ghi rõ ràng trong cái mail ấy là lông dũng. Lông gì dũng? Lông gì dũng? Cậu cứ nói cái lông gì dũng. Đây đây, ở trong cái hợp đồng là người ta ghi người ta cần 100.000 cái sản phẩm, cái bàn chải làm từ chất liệu lông lợn rừng. Thế các cậu nghĩ nó là cái gì mà các cậu trả lời với tôi như thế nhỉ? Dạ, lần sau ấy, sếp nhớ viết có dấu với ạ.